anh em. Để có thể cập nhật nhanh chóng các bài giảng và video, anh em hãy bấm nút subscribe trên YouTube. Anh em có thể yêu cầu bài giảng, đặt câu hỏi, xem livestream và xem các video nhảm nhí mình làm thì hãy search Hiền Râu Guitar trên Facebook rồi bấm like nhá. Lại lâu lâu rồi mình lại làm video. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một bài mà tự dưng đang rất là hot. Bài tên là Tuy Âm của Ceci Masiu với cả Nhật Nguyễn. Đấy, đại khái là đây là một bài mà mình cảm thấy nó rất là máu. Nó lại là một bài nhạc kiểu điện tử rất là hoành tráng. Kiểu mình thấy bài này rất là thú vị, nếu mà đánh trên đàn thì nghe nó khá là hay. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái bài này ở trên cái kiểu dĩ nhiên là cũng là một kiểu đơn giản, và mình cũng hướng dẫn cả kiểu mà đánh nó sập sình một tí cho nó vui. Đấy, đại khái như thế. Ok, bây giờ chúng ta cùng xem vào bài này để chơi như nào. Bài này chúng ta thì nên sử dụng capo và cắm vào khoang ba để chúng ta chơi cho nó dễ. Chạy chủng các thứ nó cũng đơn giản hơn. Đấy, đại khái như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào xem trong bài này cái hầm gì nhá. Ok, ở trong bài này thì trước tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy tông để các bạn có thể hát theo bài này mà không bị sai tông. Với các bạn thì chúng ta sẽ kẹp capo lên đây. Tông gốc của bài thì chúng ta sẽ chơi là tông đô thứ. Thì khi mà chúng ta kẹp capo lên 3, chúng ta sẽ đánh trên thế tay của la thứ. Thì tiếng gốc thì nó vẫn là đô thứ thôi, nhưng mà mình sẽ gọi đây là la thứ cho anh em dễ theo dõi. Cái nốt nhạc lấy tông sướng âm của chúng ta nó sẽ là da 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 da. Đó là những nốt mà chúng ta cần phải đánh đầu bài hát để chúng ta hát theo mà không bị sai. Thì chúng ta có kéo capo đi đâu nó không sai được. Ở đây chúng ta sẽ có nốt là mi, mi này, xong rồi re, la, do, si, la, re, do, si, do, la, la giang. Đấy, thực ra thì đoạn sau, đoạn gần đấy mình không nhớ chính xác là, nhưng mà đoạn đầu chúng ta quan trọng nhất. Đấy, chúng ta hát theo cái này. Tèo 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 tèo. Thì chúng ta vào bài hát. Tèo 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 tèo. Đấy, anh em thấy đấy. Thì chúng ta cần phải đánh những cái nốt đấy thì tớ dù có kẹp capo đi đâu tớ hát cũng sẽ đúng tông. Ví dụ tớ kẹp vào đây, tớ đánh là ta 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 da 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 da. Đấy, anh em đánh cái đấy trước khi mà chúng ta vào hát thì chúng ta sẽ biết được là tông nó như nào, hát theo nó sẽ không bị sai. Anh em lưu ý là ở trong bài này chúng ta sẽ bắt đầu đánh ở cái câu mà da ta ta ta. Đấy, ở cái câu, ở cái chữ thứ tư này, cái chữ thứ tư trong bài hát này chúng ta sẽ vào đánh teo 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 vào teo teo teo. Ok chưa? Còn về cơ bản thì trong bài hát này chúng ta sẽ sử dụng hợp âm nó rất là đơn giản, nó cũng chẳng có gì. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có la thứ. Em hợp âm rất là phổ thông thôi, một nốt vào đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây, đánh từ dưới năm trở đi. Và sau đó chúng ta sẽ có hợp âm tiếp theo là hợp âm son chiều. Đấy, ok chưa? Dễ thôi, một ngón vào đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây, đánh dưới dây 6 rồi đi. Sau đó chúng ta sẽ có pha chặn. Đấy, anh em ai biết pha chặn rồi thì nó cũng đơn giản thôi, có gì đâu, chặn này, đánh dưới dây 6 nhá. Còn nếu như các bạn cảm thấy nó hơi khó, các bạn có thể chơi pha mở hoặc là pha mây giờ 7 cho đơn giản. Đấy, ok chưa? Thì mà chúng ta chỉ cho một ngón vào đây, ngón vào đây, ngón vào đây, đánh dưới dây 4 rồi đi. Chúng ta đánh pha mây giờ 7 cũng được, chả sao cả. Ok chưa? Và sau đó chúng ta sẽ có hợp âm cuối cùng là mi 7. Đó, chúng ta sẽ cho một ngón vào đây, một ngón vào đây, đánh dưới dây 6 cho đi. Đấy là toàn bộ hợp âm của chúng ta. La, son, fa, mi, la. Ok chưa? Có thể sẽ có nhiều bạn đánh như kiểu là la, xong rồi đến mi thứ, xong rồi đến rê thứ, xong rồi mi bầy. Thực ra là cũng được, nhưng mà mình nghe bài này mình cảm thấy là đánh trên la, son, fa, mi thì mình cảm thấy nó cũng hợp hơn. Với cả đoạn sau thì đến cái đoạn mà đến những cái đoạn như thế thì chúng ta nên chơi nhiều hợp âm chặn hơn, chơi nhiều hợp âm kiểu nhảy hơn, thay vì những hợp âm như thế này hay như thế này. Chúng ta sẽ rất khó để đánh được kỹ thuật. Với các bạn thì đấy là toàn bộ hợp âm của bài này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem là bài này nó sẽ đánh như nào nhá. Ok, sau khi chúng ta biết là trong bài này có những hợp âm gì rồi thì bây giờ quan trọng là chúng ta sẽ đánh như thế nào. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cả kiểu dễ và kiểu khó luôn. Thực ra nó cũng chẳng có gì mấy đâu, chủ yếu là làm sao mà đánh nó sập sình, làm sao mà vừa đánh đàn vừa nhảy đi cô, vừa bóp đi cô cái thứ là được đấy, kiểu kiểu đấy thôi. Nó sẽ đó. Ok, bây giờ chúng ta vào xem bài này đánh nhau nhá. Ok, ở trong bài này thì chúng ta sẽ đi sang các đoạn hơi bị khác nhau. Đoạn đầu tiên trong bài này chúng ta sẽ đánh trên cái, thực ra cả bài này nó đều đi trên một vòng thanh là la thứ, sang son, sang pha, xong rồi pha thêm lần nữa, xong rồi la, son, pha, mi bay. Đấy, lúc nào cũng đi theo cái vòng như thế. Ở đoạn sau thì mình thấy ở đoạn giữa ấy, thì bắt đầu hợp âm nó hơi khác một chút là la, son, pha, son. Xong người ta lại la, son, pha, mi bay. Các bạn đánh theo cái nào cũng được, nó không phải là câu chuyện quá quan trọng, thì tùy anh em thôi. Thì với các bạn đấy là cái hòa thanh của chúng ta. Còn đoạn bài này ở đoạn intro ấy, thì chúng ta sẽ đánh nghe như này. Đấy, đấy, ok chưa? Chúng ta sẽ đánh những cái nốt là đô,
si, son, mi. Sau đó anh em vào cái la thứ và chúng ta đánh đây và đánh hai cái cùng lúc. Đấy, ok chưa? Đấy. Sau đó sang son này chúng ta vẫn đánh y hệt như cái la, tức là hai ngón vào đây và một ngón vào đây đánh cùng lúc. Fa cũng vậy. Xong người ta là đánh tèo tèo xong rồi la son fa mi mi một phát người ta hát luôn mi rót đến tràn ly ly cho đánh nhá, ok chưa? Đấy thì bây giờ đánh lại đoạn intro của chúng ta như này, 1 2 3 4 ký vào trên vào. Đến đoạn này chúng ta vẫn đánh theo kiểu đấy. Li na 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 na. Đến đoạn này thì chúng ta sẽ đánh nó khác đi một chút. Chia ra các đoạn như vậy. Sau cái đoạn đánh nhẹ nhàng chúng ta sẽ đánh theo cái kiểu sấp chậm. Rất là đơn giản là 3 3 2 1 3. Thay vì đánh 2 1 nhá, bình thường là các bạn anh em đánh 2 1 thì bây giờ anh em đánh 3 2 cho đỡ. Chúng ta sẽ cho hai ngón này lên dây 2 và dây 3. Chúng ta sẽ đánh là ta da na 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 na. Đấy. 4 3 2 4 sang son. 3 4 3 2 4. 3 4 3 2 4. 3 4 3 2 4. Chuyển. Ok chưa? Đấy, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Da 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 say chân ngơ. Sau đến đoạn tiếp theo người ta sẽ đánh mạnh hơn một chút. Chúng ta có thể sau đó chuyển sang cái địa cái tiết tấu có thể là chờ. Chúng ta có thể chuyển sang cái tiết tấu đấy. Thì cái tiết tấu nó sẽ đánh như sau. Chúng ta sẽ đánh là bát 4 3 2 đập 3 4 2. Đó, ok chưa? Hơi bị khó đấy. Một đập âm này. Đánh la này. Bát 4 3 2 đập 3 4 2. Sang son và fa và mi chúng ta vẫn đánh như vậy. Đó, bát 4 3 2 đập 3 4 2 rồi chuyển tiếp. Sau đó chúng ta sẽ chuyển đến đoạn palm mute. Đoạn palm mute của chúng ta thì chúng ta sẽ đánh theo kiểu như thế này. Chúng ta chỉ cần gảy liên tục là để tay vào cái vị trí chúng ta để cái đoạn này, đoạn này. Đặt đúng cái đoạn trắng này chúng ta đặt vào. Sau đó chúng ta sẽ cho ngón tay vào gảy. Chúng ta sẽ gảy dây bát và dây gần nhất của cái hợp âm chúng ta đang chơi. La thứ này chúng ta đánh dưới 5 này, chúng ta đánh dưới 4. Đấy, 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4. Đấy, kiểu đấy. Ting 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 rất nhẹ nhàng.
xong rồi này pam yêu. Đấy, sau đó chúng ta sẽ đến cái đoạn mạnh mạnh này. Nếu anh em mà đoạn này anh em muốn đánh theo kiểu cục xúc mà rất là mạnh, rất là lực cục xúc liền, rất là kiểu hu kiểu nó cái kiểu ấy, thì chúng ta sẽ đánh theo cái kiểu mà nó nghe nhé. Sau khi mà như thế thì ở mức độ đơn giản thì chúng ta chỉ cần đánh xuống lên 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 đấy, chúng ta về cơ bản, về mức độ cơ bản anh em có thể đánh chỉ đơn giản như vậy thôi. Đấy là cái tiết tấu boom của chúng ta. Nó sẽ là khi mà chúng ta đánh ấy thì tớ sẽ lấy cái phần này, đúng cái khúc này của tay của tớ. Đấy, tớ đập vào đây. Đấy, đập vào phía trên cần đàn này. Xong trong lúc đập ấy thì tớ sẽ vẩy mấy cái ngón tay này của tớ vẩy xuống như thế này. Nó sẽ tạo thành cái tiếng xuống. Đó, ok chưa? Ngón tay này. Đấy, tiếng xuống. Còn khi lên là tớ lại vẩy ngón trỏ tớ lên. Khi mà tớ vẩy ngón trỏ lên là tay tớ đồng thời nó sẽ nhấc ra. Đấy. Đấy, anh em thấy không? Khi tớ đập xuống này, ngón trỏ tớ này. Đấy, ngón trỏ tớ sẽ vẩy xuống như này. Khi nhấc lên tớ sẽ vẩy lên như thế này. Đấy, nó tạo thành một cái xuống lên 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 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 đấy. Cứ mỗi hợp âm chúng ta sẽ đánh 8 lần như thế. 1 2 3 4 5 6 7 8 trong một hợp âm. Đấy là mức độ đơn giản. Sau đấy chúng ta lại đánh kiểu nhẹ nhàng đi. Còn nếu như mà anh em muốn cái kiểu mà giống như là lúc mà lúc này tớ hấp riêng cái đàn ấy thì nó sẽ kiểu đấy, kiểu này thì nó sẽ hơi rắc rối một tí. Cái tiết tấu đập của tớ, cái tiết tấu mà vỗ mông của hấp riêng này của tớ thì tớ sẽ đánh theo kiểu là 1 2 3 4 5 chặt, sau đó chuyển luôn. Đó, ok chưa? 1, 2, 3, 4. Khi 4 này, cái 5 này thì ta sẽ vỗ một cái vào đây, vỗ một phát vào đây. Đấy, sau đó ta sẽ lấy ngón cái ta đập vào đây, tay dưới ta đập vào đây. Sau cái này ta vỗ đít một cái. Đấy, sời baby, yeah baby. Đấy, kiểu kiểu đấy. Sau đó ta sẽ đập thêm một phát như thế này. Đấy, ok chưa? Đó, chắc đấy. Quan trọng là chúng ta có một cái đoạn nhảy, tức là chát thì rất là đều, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, sau đó nghỉ một cái nhẹ xong mới đập lại cái này. Đấy, đấy, bởi vì nếu như mà bình thường chúng ta đánh là 1 2 3 4 liên tục ấy thì nó vậy. Đấy, nhưng mà cái này tớ sẽ nghỉ nhẹ một tí, kiểu ok chưa? 1 2 3 4 5 bục chát bình, 1 2 3 4 5 bục chát bình, 1 bình là 1 tiếp luôn nhá. Đấy, cái đấy quan trọng là chúng ta phải đánh liên tục mà chúng ta quay về cái tay. Bùm 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 chỉnh bục chát, bùm 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 chỉnh bục chát xoạc, bùm 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 chỉnh bục chát xoạc, bùm bùm chỉnh bùm 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 chỉnh bục chát xoạc, bùm 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 chỉnh bục chát xoạc, bùm 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 chỉnh bục. Đấy, nói chung đây là bài rất là hấp diêm đàn, thì chúng ta phải đánh làm sao cho nó quen. Sau cái đoạn đấy thì 1 2 3 4 5 6 7 8 xíu lại nhẹ, xong rồi lại đoạn sau chúng ta cứ đánh như bình thường, sau đó lại nhẹ và sau đó chúng ta lại vào bài này như bình thường. Đấy là toàn bộ bài của chúng ta đánh từ đầu đến cuối, các nó có chia ra các đoạn như thế. Thì bây giờ tớ sẽ vào cái phần mà đánh từ đầu đến cuối bài để anh em xem nó sẽ như nào nhá. Ok, sự kiện chúng ta biết bài này đánh như nào từ đầu cuối rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bài này. Tớ sẽ đánh cả bài để xem là cả bài chúng ta sẽ đánh kiểu như nào. Đó, ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem cả bài nhau nhá. Thank you.
đấy chứ bài tuyên của sissy. Nói chung đây là bài rất là đơn giản, nó cũng mỗi thế thôi. Ok, hẹn gặp các vị chào sau nhá.